Chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là Nguyệt thấy là Đắk Lắk nó cũng đã nắng trở lại rồi, cho nên là Nguyệt dọn dẹp cái vườn đó cả nhà. Cả nhà coi nè, mấy bữa mưa rồi gió rồi bão đó cả nhà, đất này nó căng ra nè, nó tràn xuống đó cả nhà, nó sập cái miếng lưới này nè. Hôm nay là Nguyệt sẽ dọn dẹp lại. Còn cái này á, là bên đây á, là bắp cải ha, cây bắp sú gì đó, nhưng mà Nguyệt trồng á, là cái thời điểm này là nó không có búp được cả nhà ơi, nó phải là trời lạnh á, cho nên là hôm nay là Nguyệt cũng dọn nó luôn. Cái thân nó cũng to lắm nè, nhưng mà nó không có búp được nè, cho nên hôm nay Nguyệt cũng sẽ dọn nó. Cái công việc của chính của Nguyệt ngày hôm nay á là Nguyệt sẽ nới rộng cái vườn rau của Nguyệt, nó to ra một chút. Thì cả nhà thấy ha, cái lưới này nó nằm ở đây, nó nằm ở phía sau mấy cây cóc. Thì hôm nay á là Nguyệt sẽ chuyển cái cóc, ba cây cóc này ra chỗ khác, và cái đám nghệ này á là ra kia trồng. Mình chuyển cái lưới đen này nó sát tới đằng kia, kế bên cái gốc tiêu luôn, là mình được một đoạn đây nữa nè cả nhà. Đó, mình muốn nới rộng ra để mình trồng được nhiều thứ. Cả nhà cùng theo dõi với Nguyệt nha. Bây giờ đó là Nguyệt nhổ mấy củ nghệ này nè cả nhà, mình chuyển qua chỗ khác mình trồng. Lấy cái phần đất này trồng rau. Cái nhà coi nghệ của Nguyệt cũng có củ này này kia hết rồi, nhưng mà cái này thì mình chuyển qua mình trồng không có sao quá cả nhà. Nó không có chết, đừng có rủ đất. À thì không có rủ đất hả? Gãy rồi cả nhà. Đây cả nhà, nghệ thì là Nguyệt đã chuyển qua bên kia một trồng hết rồi, chuyển ra đằng xa đó đó là một trồng hơi ra đó hết rồi. Thì bây giờ tới ba cây cóc thì mình cũng đã cắt bông với lại trái non non đó cả nhà. Thì cắt thì cũng tiếc thiệt, nhưng mà mình cần dời cái vườn rau mình ra này cho nó bự nè, cái hàng rào này thì ra ngoài đây cho nó bự để mình trồng cái diện tích nó lớn hơn cả nhà. Cả nhà nhìn trong hình ảnh á, thì cả nhà thấy vậy, nhưng mà ở ngoài là mình thấy là nó cũng rộng á, chứ không có nhỏ đâu. Nhưng mà trồng không có nhiêu là đủ á cả nhà. Lúc trước á, thấy mê lắm, trồng riết không có trồng mà thấy cái không có gì mà đủ á, mình muốn trồng nhiều loại quá. Thì cái này á mình thấy nè, cái này nó cũng cây nó cũng ngã rồi nè. Đó. Hôm nay là Nguyệt sẽ làm lại hết cái hàng rào màu đen này, cái lưới này nè. Nó Nguyệt dời cho nó rộng ra. Đây. Đó thì dời từ đây ra đó. Thì cây cóc này mình dời vậy đó, nó cũng cần thời gian ngắn, nó bình phục rồi cả nhà. Cũng không có tới nỗi nào. Đấy. Nhưng trồng mà thân nó cũng to lên rồi nè. Đây cả nhà, bây giờ mình tới cái đoạn này là mình nè, đó là mình nhích ra đây rồi nè, không làm được tới đây rồi, coi như là cái hàng rào lưới này là coi như xong rồi nè.
À, giờ nắng lên thì mình phơi đất nè. Cái này thu hoạch xong rồi mình phơi đất, trộn đồ ấy này cho nó đều lại rồi xong mình trồng. Và cái vườn của Nguyệt là thu hoạch gần hết rồi, cũng không còn cái gì hết. Để trời nắng lên nó làm, giờ một làm cho sạch chỗ này, một lên luống chỗ này, một cái một phơi đất để vài bữa là mình có đồ mình trồng vô. Nó một làm vuông nha. Quyệt mở rộng địa bàn á cả nhà. Mở rộng địa bàn cũ vẫn không đủ. Đó. Đó là mình được con khúc này nữa nè. Mấy cây tí tô bữa nó nằm ở đây nè cả nhà, mà nó rậm quá, nó tốt quá, nó rậm quá. Bây giờ người đã cắt tỉa bớt hơn một giờ nó qua bên đây nè. Đó. Mà cắt tỉa bớt bây giờ nó qua bên đây nè, trời mưa nó cũng già mà cắt hết. Có bên đó là một chồng mỗi lô râm thôi, còn cái này một giờ qua đây. Trời ơi, trời ơi, cho cả nhà coi nha. Đặc sản. Trời ơi. Trời ơi, cả nhà ơi, nhìn ở trong máy thì thấy nó nhỏ quá, sao nhìn ở ngoài thấy nó bự lắm nha. Con trùng á. Ôi trời ơi. Ui. Bắt coi nha. Ui, ui, ui. Trời ơi. À. Trời. Trời bò như con rắn. Ủa con trùng hay con rắn anh? Trời cả nhà bóng lửa nha. Trời giống như chùm cuối ơi. Trời cả nhà quay mà da gà nó nổi cục cục luôn á. Trời ơi, cả nhà coi nó dài bao nhiêu. Ôi. Trời sao ghê quá. Ê, lần đầu tiên mới thấy con trùng như bự gì đó. Ôi anh. Trời. Cái nhà đất trồng vậy nè, bởi vì sao không tốt sao được. Ôi trời ơi. Ở đằng kia con đen con nữa nè, bự gì mà bự dữ vậy? Bự như con rắn á. Ui trời ơi. Sợ thiệt nha cả nhà, mình không có sợ con gì đó, chỉ sợ con này thôi. Trời cả nhà, đất gì mà trùng không luôn, mùa mưa tới đất trùng không. Ui trời, sáng nay nó xịt luôn. Trời cả nhà này nè, lên láng. Trời ơi. Cái gì mà nó nhúc 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 nhúc. Trời ơi. Ở trong đời mình sợ mỗi con này thôi đó. Mình lại thu hoạch cái đám khổ qua này nha cả nhà, nhiều lắm. Đây. Cái mình dập lên là nhóc quá cả nhà, nhìn vậy nè. Ôi trời. Cái khổ qua này anh trai Nguyệt rất thích ăn nha. Anh trai Nguyệt thích ăn sống luôn cả nhà.
Ủa cha bên đây nữa nè. Ủa cha. Ủa cha cũng nhiều lắm. Ủa cha. Nhìn vậy thôi cả nhà mình dạch ra là nhóc nhé. Đây nè. Trời ơi. Ủa cha. Ui. 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 Trời ơi. Trời ơi. Cái hũ qua rừng vậy là nó bự. Ôi cha. Ôi ôi nó bự không nổi ơi. Ui cha ba cha. Ui cha bốn. Ui cha. Ui. Ui cha mê quá. Cả nhà cái giỏ nè. Vừa quay cái đám hoa hoa này mà được ngàn mấy lượt xem rồi đó cả nhà. Đây cái này chín mình cắt luôn. Đây. Ôi trời ơi. Ôi cả nhà ơi, bỏ cứ bỏ nó lăn lóc gì mà nó có trái quá trời. Ôi cha bên đây nữa nè. Này to to mò mò cũng đụng nữa. Ồ mê quá cả nhà ơi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Cái này để già rồi. Trời ơi cả nhà chạch chạch cho nó nhóc luôn. Chỉ có một bụi thôi đó. Ôi cha ơi cái nè. Chờ đây nữa nè. Ôi cha đây nữa nè. Ôi sao nhiều vậy ấy? Trời ơi. Cả nhà nó càng bò xa là nó bắt đầu nó càng mọc trái nhiều hơn cả nhà ha. Ôi trời trời ơi nó bự cái kìa. Mình kiếm cho kỹ. Ôi cha trái bự cả nha. Cái hũ hoa rừng vậy là bự lắm rồi đó cả nhà ơi cả nè. Để hôm nay cuộc thu hoạch hết cái nó được bao nhiêu trái. Trời cha cả nè, ở dưới đây nhóc luôn nè. Anh trai người có thích ăn sống á, chấm cái này cái kia á. Ôi trời to to. Ôi cái nồi cả nhà thấy không? Trời cha. Hôm nay trời mưa cả nhà, cái nó phát quá trời luôn. Một dại mà đây. Ôi trời ơi, trái bự nè cả nhà. Ôi cha. Nè. Trời ơi, cả nhà mình mới ngồi có chút xíu mà nhóc đây nè. Chỉ có một lùm mê lớn à. Quá trời quá đất mê quá cả nhà ơi. Cỏ với lại nó mọc lẫn lộn luôn. Đó, vậy đó. Cứ vài bữa là cả nhà ơi, mình ra mình thu là có nè. Cả nhà ha. Bỏ một dại mà nó mọc ghê mê hồn. Đất ở đây tốt hay sao cái nhỉ? Trái to to không? Khổ qua rừng á, cái trái gì là nó to lắm rồi đó cái nhỉ? Trời ơi, coi nè. Quá trời. Đây, tiếp theo hang là một quay cho cái nhà coi nè. Tên 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 tên. Cái này đang một sợ con này con kia nó ăn. Cái này thì nó bị đèo rồi. Nó không lớn được để nào cũng cắt nó luôn. Một xẻ ra coi thử nó có đỏ không cả nhà. Cái này cũng mọc dại ha, mình không có trồng. Cái này nó đèo rồi cả nhà ơi, nó không lớn nữa. Nó mực nhỏ nó luôn. Không cả nhà, nhiều lúc mình ăn mình giục bừa bãi, mình giục hộp luôn nãy kia. Cũng có lợi.
cứ lâu lâu đi vòng vòng hả, là có cái này có cái kia để ăn. Này đã bị hư rồi, bị con gì cắn rồi. Một cạp thấy cái ngọt không? Ngọt. Cái này gì mà ngọt cái thôi. Này mà mình hồi bữa là con gì nó chích vô á. Một là mình đi thu hoạch cây trái trong vườn mà nó mọc dại cả nhà. Mình không có trồng. Đó. Đó cả nhà coi nè. Ôi trời. Trời ơi. Ôi. Trời cả nhà coi nè. Trời. Sao nó bự vậy? Trời cả nhà, cái này nó mọc dại nè. Nè. Nó mọc từ trong cái đây nè, không biết hột ở đâu ra luôn, nguyệt là không biết luôn. Đó, mọc leo lên cái hàng rào nè. Ôi trời, cả nhà nhìn cái tay Nguyệt nha. Coi nè. Ôi trời, một vòng tay không hết luôn. Trời ơi, mình trời, lần đầu tiên thấy trái bí giống bí gì đó. Cái lá cũng to nè cả nhà. Trời ơi. Nguyệt nhìn nè. Trời thiệt á. Coi nè. Ôi cha lai leo nè. Trời ơi cả nhà ơi, mọc dại cả nhà ơi. Trời ơi, bây giờ mình tự tay mình hái mới được á. Cái gai của nó là mà đâm đau luôn á cả nhà. Ôi cả nhà, cái gai nó nè. Trời đâm mà thấy đau luôn á. Mê quá. Nó leo qua kìa. Ôi trời. Trời ơi. Cả nhà coi nha, mọc dại nha, không có trồng luôn á, không có làm gì luôn. Ở đằng kia có một trái nữa kìa. Ôi trời. Mình nhìn tưởng đâu nó nhỏ, cả nhà nó bự lắm. Cái này. Nhưng mà cái trái này mình để nó ăn một bẻ một trái à. Ăn không có hết đó cả nhà, về cũng còn non, về bữa nữa ăn.